Chơi vô đây. Rồi mọi người ơi, hôm nay là Duy chính thức thông báo ha, thì cái quầy ở ngoài sân khấu Nhi đã hoàn trả lại rồi. Và bây giờ là chỉ còn một quầy duy nhất ở trong quầy cũ, ở trong khu phức tạp thôi. Cho nên nếu như mọi người ai mà muốn ủng hộ Nhi thì chịu khó đi vào trong đây nha quý vị nha. Giờ chỉ còn có một quầy trong đây thôi. Bởi vì thứ nhất là không có người làm, cái thứ hai nữa là có vài lý do yếu tố tế nhị ở ngoài đó, cho nên là Duy sẽ tới mà không có kinh doanh ngoài đó nữa, Duy sẽ dời vào đây. Rồi giống như là cũng để cho đây đến trong ngoài, với gì là Duy sẽ đi về sân khấu, nói chung là tập trung để làm việc biểu diễn. Còn là cái gian hàng ở trong đây thì sẽ để lại cho gia đình làm, nên Duy mong là cái quầy này sẽ được mọi người ủng hộ để giống như là có thể duy trì, để mà có thể đủ chi trả mức lương cho người nhà của Duy. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng với Duy thời gian vừa qua nha quý vị nha. Lại la lại nha. Nhi trả thiệt luôn rồi hả Nhi? Trả đi anh ơi. Còn muốn biết gì sao trả, tối nay ra quán nhậu rồi nó. Ok không? Ok. Tối nay anh trả tiền nhậu cho em nha Hường. Hôm qua anh trả rồi tới em chứ. Tối nay Nhi có tập trung buồn hay gì rồi uống cho miếng khăn giấy vậy? Miếng khăn giấy thôi. Nhi nhậu thiệt luôn hả Nhi? Nhi nhậu rồi, nhậu nữa, bị đau bao tử nhỉ? Cái này là hoành thánh, 4 miếng 10 ngàn đấy. Ủa hoành thảo chả giò, hải sản, tàn quýt, súp xích và đẹp bò viên này. Thanh cua không hay là bánh bao chín biến? Thanh cua là này. À rồi cho chị hai cái. Bánh bao chín biến là gì? Là này. Ở trong có chín cá hồi. Vậy hả? Rồi. Lấy cái này đi. Rồi chín nước mắm hay là mình sốt thái? Sốt thái có ngọt không? Sốt thái nó hơi cay. Nhưng mà đừng có ngọt. Đừng ngọt. Không ngọt lắm. Vừa ăn mà nó hơi cay, còn chín nước mắm nó không cay. Rồi cho miếng đậu bắp vô tặng con rồi. Rồi. Ăn rau muống bình thường không? Phải chứ có. Đồ chua, đồ chua nó trong này. 100 dạ. Có xài. Dạ rồi. Trời ơi, chua tiền. Diễn kiêu. Diễn kiêu. Dạ, bán thân. Cái gì? Ồ, không có, bán cái viên kia. Ờ, đúng rồi. Anh hết dạ hả? Ủa thôi, cái viên kia. Dạ, cái viên kia. Bội Nhi vậy? Dạ, Bội Nhi. Nhớ mà. Chuyện này vui quá. Bán được Bội Nhi hả? Dạ, quá. Có nghe bán thân của Nhi ra. Sao chị nghe bán thân của Nhi ra? Hồi nãy mua rồi, giờ ủng hộ nữa đó. Rồi, nhưng mà sao chị nghe kia bán thân của Nhi ra? Chị muốn quặm em hả? Không, để cho thằng khác nó quặm em đi. Chị rồi. Rồi chưa chưa? Rồi chưa rồi, chưa rồi. 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 Cao cà phê đúng không? Cái chỗ giữa giữa chỗ cao cà phê ghế bơ hai với cái giữa. Cái gì ngon đây một đường. Cái gì ăn? Gọi ăn, gọi ăn em nè. Thôi thôi thôi. Thôi thôi bà ơi. Gái đôi nhịp cầu, gái đôi ý ai. Nói trời chứ Đô Bất Tử bữa nay hôm qua hôm kia vừa mới khai trương. Con U Mê Lan mới vừa kia tối nay qua mừng khai trương. Hồi đem ra chỗ cái quán D6 á. D6, quầy D6. Dạ rồi D6. Nên tối nay chắc phải qua bển ngồi ăn uống, ủng hộ bà chị Giang. Hai anh hùng vốn nhiêu vậy? Mới đi chơi hết. Nghe không nghe cái tiền bạc hả?
thôi, hết giờ chưa có làm gì ra tiền nữa nhỉ. Thôi anh giờ sẵn rồi. Bao hoài. Trời ơi tôi bao hoài biểu một chầu hồi nào. Bao hoài luôn á. Hai anh giờ kêu chuyện với em quá buồn quá. Giờ hai anh hết nhiệt tình với em rồi buồn. Nghe tên em chả xạm anh cũng rời tay chân kìa. Có gì đâu. Ta làm tính tới thêm cái, thêm cái nữa. Em hai cái giờ em bỏ cái. Cái vấn đề là biết xong. Mình tham công tiếc gì của mình làm không nổi. Chứ không phải mình làm không được. Lấy cái khăn qua đây lao cái ấy có Phượng. Hiểu. Giống như là mình làm không nổi. Anh nhìn thấy không? Em một lớp đi hát. Rồi bây giờ mình không có quản lý được. Kiểu giống như mình không có ai phụ giúp mình nhiều. Bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Tại mình vốn bị là mình không thể, giống như mình không có cán đáng được. Còn chứ không phải mình làm ăn thất bại đâu. Mà là mình không có, mình giống như cái khả năng của mình, cái sức của mình là không có nổi, không hết. Thì mình phải dẹp bớt, mình gom gọn lại. Để thứ nhất là cho mình đỡ bị áp lực. Chứ giờ anh biết bung ra một cái sạp đó mỗi tháng nó sẽ nặng tiền. Mà giống như mà mình nó mang ế gì mình buồn, hiểu không? Thà là mình buông bớt cho nó nhẹ cái đầu mình lại. Mình khỏi phải xây sở. Giống như là được không được thôi, không thôi thôi. Đỡ không còn hai cái gồng gánh rồi thêm nhân viên nữa cực. Anh phải mừng cho em là em đã buông bớt rồi xong. Bỏ gọi là buông bỏ. Mở quán khác nữa hả? Thì em mở quán bia ôm á. Mẹ ta. Trời ơi, chơi hả? Cái gì? Check in sì phố, lo tôi sì bì tì. Cái gì phố? Check in sì phố. Check in sì phố. Yeah. And lo tôi LGBT. Lo tôi LGBT. Xin là chào tất cả mọi người đang theo dõi hai kênh YouTube của chúng ta nha. Và đây gian hàng của Bộ Nhi. Dầm lượng như có hai gian hàng của mới trả. Bớt một cái rồi. Bây giờ hả? Hay kiếm người qua kia mình tìm để mà ăn. Rất là ngon nha mọi người ơi, xin đi tìm để ăn đó, hôm nay không có đi hát. Và lên đây chơi lô tô đồng thời là để ăn cái món này nè, rất là ngon, nhiều cái món xin đi thích nhất. Món baron kia. Món này nè, đó, nói tập bậy tập bạ. Đó, đây là ngon không? Đó. Baron kia nó giòn lên ở ngoài nhưng mà ở trong nó mềm mại á. Và thơm mùi cá nha, rất là dễ thương. Cá viên ở đây nè đặc biệt nha, rất sạch nha. Rất sạch và đồng thời là cái chất liệu á, nó chất lượng nha. Chứ không phải là hàng chợ hàng ấy đâu. Cái thanh nè, nhìn nè, cái thanh cua ở đây đó cũng đặc biệt hơn. Bộ Nhi rất là khó khăn, rất là tuyển chọn á, chứ không phải là mua những cái đồ mà nó cái giá thành của nó rẻ đó. Nhưng mà mình sẽ định mức uy tín cái điều đó là xin đi dạy cho con mình đó. Và bây giờ là xin đi phải thử xem cái món của Bộ Nhi như thế nào nha. Lúc trước con ăn mấy lần rồi mà bây giờ là lâu ngày không ăn, mấy tháng rồi con ha. Trước Tết cũng lâu á, cho nên bây giờ họ xin đi sẽ ăn. Và rất mong mọi người sẽ đến ủng hộ cho Lô Tô Hương Nam nha. Đó. Và đồng thời nhớ phải ghé ăn cá viên chiên. Đúng rồi, cá viên chiên của Nhi nha. Đó. Hello. Chúc mọi người năm mới vạn sự giấy mua sự an bình nha. Và đặc biệt là sức khỏe. Tại vì có sức khỏe mình mới kiếm được nhiều tiền. Mà có nhiều tiền mình mới đi chơi lô tô được ha. Mình tới đây mình ăn coi như là hạt cá viên chiên Bộ Nhi nha. Nhớ mặt của Bộ Nhi nha. Mọi người ơi ra coi có quay gian hàng cùng xin đi cái. Nè mọi người ra đây coi gian hàng Bộ Nhi nè. Đó. Bộ Nhi, ai cũng nói Bộ Nhi đẹp giống mẹ. Nhưng mà mẹ đẹp hơn một chút. Trời ơi. Mẹ mẹ đẹp hơn một chút. Mẹ đẹp hơn một chút. Hồi đó hồi đó xin đi lấy mình gì á, đẻ ra đẻ ra đùng gì đó khổ lắm. Trời ơi, thì ba con ra đi đó. Thôi đó. Bây giờ mẹ mới nói cái mặt giống quá trời, một cái thứ cũng vậy luôn. Trời ơi, con là thầy Vinh Nhi. Sao biết con biết thầy sẽ nhận ra con là con của ba đây. Daddy. Chào mọi người nha. Đứt quá trời luôn. Quá mẹ ơi. Nó hóa bởi vậy. Cây đắng quá trời. Trời. Ai? Mày biết giờ mới biết bà mình ý ở nhà bà Nhi xuống nhà cho bà rồi. Em sẽ đi rồi. Sao bữa nay bà mình ý còn clip rồi. Con bên trên góc xuống. Con tôi. Trời ơi là trời. Tức quá chết rồi.
nhiều món quá ơi. Sẽ đang giảm cân nữa. Ok, đi ăn đi. Ok, giờ mình tập thể dục. Đó. Đây. Nè nè cái này nữa đâu cái. Mọi người biết không, lúc trước là Cindy giảm cân á, mà là Cindy không có dám ăn dầu mỡ. Mà bây giờ mùa mới giảm xong rồi. Mùa Tết nó Cindy xuống được nó là 8 kg. Để mặc áo dài, cái này mặc người thì cho đẹp quá. Với là người làm bà ban giám khảo cho đại sứ du lịch Vũ Long. Và sắp tới cũng như thế này, cho nên bây giờ mình sẽ ăn cho từng mình ăn chút. Xong rồi bắt đầu mai mình giảm cân. Để mình ăn sau, thì mình ăn hạn chế, hầm ăn lâu khác quá. Rồi hầm mình uống nước nhiều, với lại mình tập thể dục của mọi người ha. Thôi bye bye nha, để ăn ngon. Mẹ số tháng là những cái bánh thịt đó. Mẹ có thấy cái dụng cụ của mẹ con nha. Đến số tháng hả? Con cho mẹ cái đi con xoài đi con. Thấy rồi.